cũng dài dài nha. Tôi biết. Nhớ nhảy nhớ lắp lại về cho anh em rồi nhé, hàng Thái Lan nhé, bao đẹp luôn anh em, sơn ba lớp này, con này là con nhái nhảy đen xanh này, con nhái này là con nhái nhảy đen đỏ này cho anh em này, đó này, thấy chưa, về rất nhiều anh em luôn nhé, hàng Thái nha anh em, có khá trong bước, con ngay là, đấy, cổ có thìa xoáy đổ này, đấy, nhảy này, thìa này nhẹ, đấy, màu sắc siêu đẹp luôn, có khoa chống bướng anh em, có đèn chống bướng đây, bật nẹt cho anh em này, vừa luôn. Đấy, đây là nhái lắc nhá. Nhái nhảy, nhái lắc đều có, tất cả đều làm bằng gỗ nhá, hàng Thái Lan anh em. Đấy. À, mình có để cái video tẹt lên cả trong phần sau nhá. Anh em nào xem thì có để qua phía sau nhá. Rồi, anh em nào muốn đặt nhái nhảy, nhái lắc cũng như dọn hàng phía bên tay trái nhá. Ok anh em. Cũng dài dài nhá. Ok.